Sách Châm Ngôn chương 31. Lời khuyên dạy của mẹ vua Lemuel. Lời của vua Lemuel, các châm ngôn mà mẹ vua dạy cho người. Hỡi con ta, hỡi con mà dạ ta đã cưu mang, hỡi con của sự khấn nguyện, ta nên nói điều gì với con đây? Đừng trao sức lực con cho đàn bà, đừng đi theo con đường khiến cho vua chúa bị bại hoại. Hỡi Lemuel, chẳng xứng hợp cho các vua, chẳng xứng hợp cho các vua uống rượu, hoặc các quan chức hỏi rượu ở đâu. Kẻo khi uống say, họ quên luật lệ mà đi ngược lại quyền lợi của người khốn khổ chăng? Hãy đem chất men cho người sắp chết và rượu cho người có lòng đắng cay. Hãy cho họ uống và quên đi nỗi nghèo khổ của mình, chẳng còn nhớ đến nỗi cực nhọc của mình nữa. Hãy mở miệng bênh vực người câm và biện hộ cho những người bị ruồng bỏ. Hãy mở miệng xét xử công minh, bảo vệ quyền lợi cho người nghèo nàn cùng khốn. Khen người nữ tài đức. Ai có thể tìm được người nữ tài đức? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nàng, chàng sẽ chẳng thiếu hoa lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi chứ không gây tổn hại. Nàng lo tìm lông chiên và sợi gai rồi vui vẻ bắt tay vào việc. Nàng giống như các tàu buôn từ xứ xa chở hàng về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp thức ăn cho người nhà và giao công việc cho các tớ gái mình. Nàng để ý đến một cánh đồng và mua nó. Nhờ hoa lợi của tay mình, nàng lập một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm cho hai cánh tay mạnh mẽ. Nàng thấy công việc mình được ích lợi. Ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con suốt. Nàng mở rộng tay giúp người nghèo khó, đưa tay ra tiếp kẻ khốn cùng. Nàng không sợ người nhà bị lạnh khi tuyết giá, vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng tự làm những chăn mền, áo quần nàng đều bằng vải gai mịn màu tía. Nơi cổng thành, chồng nàng được nổi tiếng khi ngồi chung với các trưởng lão trong xứ. Nàng may áo quần bằng vải gai đem bán, cung cấp đai thắt lưng cho nhà buôn. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, mỉm cười khi nghĩ đến tương lai. Miệng nàng nói năng khôn ngoan, lưỡi nàng khuyên dạy điều nhân ái. Nàng coi sóc mọi việc trong nhà, không bao giờ lười biếng. Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng có nhiều người nữ làm việc xuất sắc, nhưng nàng trỗi hơn tất cả. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng và để các công việc nàng khen ngợi nàng tại cổng thành. Sách Cô-lô-se chương 4. Hỡi những người làm chủ, hãy đối xử phải lẽ và công bằng với các nô lệ mình, vì biết rằng anh em cũng có một chủ ở trên trời. Lời khuyên về sự cầu nguyện và khôn ngoan. Hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Ngài, công bố sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Chính vì sự mầu nhiệm đó mà tôi bị xiềng xích. Cũng xin cầu nguyện để tôi có thể bày tỏ rõ ràng điều tôi phải nói. Hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoài và tận dụng thì giờ. Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối, để anh em biết mình phải đối đáp thế nào với mỗi người. Giới thiệu Tychicơ và Onesim. Tychicơ sẽ nói cho anh em về mọi việc của tôi. Anh ấy là anh em quý mến, một người phục vụ trung thành và là một đồng lao trong Chúa. Chính vì điều này, tôi phái anh ấy đến với anh em để anh em biết được tình trạng của chúng tôi và khích lệ lòng anh em. Cùng đi với anh ấy có Onesim, người anh em trung thành và quý mến, là người đồng hương với anh em. Họ sẽ nói cho anh em biết mọi việc ở đây. Lời chào thăm và dặn dò. Aristarch, người bạn tù của tôi, gửi lời chào thăm anh em. Mark, anh em họ của Barnaba cũng vậy. Về Mark, anh em đã nhận được những chỉ dẫn rồi. Nếu Mark đến chỗ anh em, hãy tiếp đón anh ấy. Giêsu, gọi là Giúp Tu, cũng gửi lời chào anh em. Trong số những người chịu cắt bì,
Chỉ có những người này cùng làm việc với tôi vì vương quốc Đức Chúa Trời, và họ là niềm an ủi cho tôi. Epaphra, người đồng hương với anh em, một đầy tớ của Đấng Christ Jesus, chào thăm anh em. Anh ấy còn vì anh em chiến đấu trong sự cầu nguyện, để anh em trở nên trọn vẹn và hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì tôi làm chứng rằng, anh ấy đã làm việc khó nhọc vì anh em và những người ở Laodice và Hierapoli. Luca, vị bác sĩ yêu quý, chào thăm anh em. Dema cũng vậy. Hãy chào thăm những anh em ở Laodice và Nympha cùng hội thánh trong nhóm nhà bà. Sau khi đã đọc thư này giữa anh em, hãy chuyển cho hội thánh Laodice cùng đọc. Đồng thời cũng hãy đọc thư của hội thánh Laodice gửi đến nữa. Sau cùng, hãy nói với Achip phải thận trọng và chu toàn chức vụ đã nhận nơi Chúa. Chính tay tôi, Phaolô, viết lời chào thăm này. Hãy nhớ đến xiềng xích của tôi. Cầu xin ân điển ở cùng anh em. Sách Các Vua Nhất, chương 15. Abijam làm vua Juda. Vào năm thứ 18 đời vua Jeroboam, con trai Nebat, thì Abijam lên làm vua Juda. Abijam trị vì 3 năm ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Maaca, con gái của Abishalom. Vua đi theo con đường tội lỗi mà vua cha đã đi. Lòng vua không trọn thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời như David, tổ phụ mình. Nhưng vì David, Giê-hô-va Đức Chúa Trời dành cho vua một người nối ngôi tại Jerusalem, nên lập con trai vua lên kế vị và khiến cho Jerusalem tồn tại. Vì David đã làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va, trọn đời không bỏ qua bất cứ điều gì Đức Giê-hô-va đã truyền bảo, ngoại trừ vụ Uri, người Hê-tít. Cuộc chiến giữa Roboam và Jeroboam vẫn tiếp diễn suốt triều đại Abijam. Các công việc khác của Abijam, mọi việc vua làm, chẳng phải đều được chép trong sách lịch sử các vua Juda sao? Abijam và Jeroboam luôn có chiến tranh với nhau. Abijam an giấc cùng tổ phụ mình và được an táng trong thành David. Con trai vua là Asa lên ngôi kế vị. Asa làm vua Juda. Vào năm thứ 20 đời Jeroboam làm vua Israel, thì Asa lên ngôi vua Juda. Vua cai trị 41 năm tại Jerusalem. Bà nội của vua tên là Maaca, con gái của Abishalom. Asa làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va như David, tổ phụ mình đã làm. Vua trục xuất các mại dâm nam khỏi xứ và dẹp tất cả hình tượng mà tổ phụ vua đã làm. Vua cũng cách chức thái hậu của Maaca, bà nội mình, vì bà đã dựng tượng Asera. Asa triệt hạ hình tượng đó và đốt trong thung lũng Sét-rôn. Nhưng vua không phá bỏ các nơi cao. Dù vậy, lòng Asa vẫn trọn thành với Đức Giê-hô-va suốt đời. Vua đem vào đền thờ Đức Giê-hô-va những vật thánh mà vua cha và chính vua đã biệt riêng ra thánh, hoặc vàng, bạc hay là các vật dụng. Juda liên minh với Aram chống lại Israel. Vua Juda là Asa và vua Israel là Baesha giao chiến suốt thời gian trị vì của mình. Baesha, vua Israel, lên đánh Juda, xây đồn lũy Rama để không cho ai ra vào lãnh thổ của Asa, vua Juda. Khi ấy, Asa lấy hết bạc vàng còn lại trong kho của đền thờ Đức Giê-hô-va và trong kho của cung vua giao cho đầy tớ mình, rồi sai họ đến gặp Ben-Hadad, con trai Táp-tri-môn, cháu Hê-si-ôn, vua Aram ở Đa-mách, mà nói rằng: "Chúng ta hãy lập một hiệp ước với nhau, như cha của ngài và cha của tôi đã làm. Nay tôi đem lễ vật bằng bạc và bằng vàng để tặng ngài. Xin ngài hủy bỏ hiệp ước của ngài với Bê-ê-sa, vua Israel, để hắn rút lui khỏi xứ tôi." Ben-Hadad nghe lời vua Asa, sai các quan tướng mình hãm đánh những thành của Israel, chiếm lấy Iyon, Dan, Aben-Bet-Maka và cả xứ Kinneret với xứ Nephtali. Ba-Esa hay được điều đó liền ngưng xây đồn Rama và ở tại Tiệt-sa. Vua Asa liền tập hợp tất cả những người Juda, không trừ một ai, để họ dời đá và gỗ mà Ba-Esa đã dùng xây đồn Rama.
vua Asa dùng các thứ ấy xây cất Geba trong xứ Benjamin và Mít-ba. Các công việc khác của Asa, quyền thế của vua, mọi việc vua làm và các thành vua xây cất chẳng phải đều được ghi chép trong sách lịch sử các vua Juda sao? Lúc về già, vua bị đau chân. Asa an giấc cùng tổ phụ mình và được an táng với họ trong thành David. Con trai của vua là Josaphat lên ngôi kế vị. Nadab làm vua Israel. Vào năm thứ hai đời trị vì của Asa, vua Juda, thì Nadab, con trai Jeroboam, lên ngôi vua Israel và trị vì trên Israel 2 năm. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, đi theo đường lối của tổ phụ mình, phạm tội mà Jeroboam đã phạm và khiến cho Israel cũng phạm tội nữa. Baasha, con trai Ahija, thuộc nhà Isaka, mưu phản vua. Trong lúc Nadab và cả Israel vây Gibbethon, vốn thuộc về dân Philistine, thì Baasha giết vua tại đó. Vào năm thứ ba đời Asa, vua Juda, thì Baasha giết Nadab và chiếm ngôi vua. Vừa lên ngôi, Baasha giết hết mọi người thuộc về Jeroboam, không để một ai sống sót cho đến khi đã tận diệt nhà Jeroboam, đúng như lời Giê-hô-va đã phán qua Ahija, đầy tớ ngài ở Silo. Vì tội lỗi Jeroboam đã phạm, làm cho Israel cũng phạm tội và chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Các việc khác của vua Nadab và những gì vua đã làm đều được ghi chép trong sách lịch sử các vua Israel. Giữa Asa và Baasha, vua Israel luôn có chiến tranh với nhau suốt thời gian trị vì của họ. Baasha làm vua Israel. Vào năm thứ ba triều vua Asa của Juda, thì Baasha, con trai Ahija, lên làm vua toàn cõi Israel và trị vì 24 năm tại Tiệt-sa. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, đi theo đường lối của Jeroboam và tội lỗi mà Jeroboam đã phạm, làm cho Israel cũng phạm tội. Sách Các Vua Nhất chương 16. Giê-hu nói tiên tri về sự hủy diệt nhà Baasha. Bấy giờ, có lời của Đức Giê-hô-va quở trách Baasha qua Giê-hu, con trai của Hanani rằng: Ta đã cân nhắc ngươi lên khỏi bụi đất và lập ngươi làm lãnh tụ của Israel, dân ta. Nhưng ngươi đã đi theo đường lối của Jeroboam, xui cho dân Israel phạm tội, và vì tội đó, chúng chọc giận ta. Vì thế, ta sẽ quét sạch Baasha và nhà nó, làm cho nhà nó giống như nhà Jeroboam, con trai của Nebat vậy. Bất cứ ai thuộc về Baasha chết trong thành sẽ bị chó ăn, còn người nào chết trong đồng sẽ bị chim trời ăn. Các công việc khác của Baasha, những việc vua đã làm và quyền thế của vua đều được chép trong sách lịch sử các vua Israel. Baasha ăn giấc cùng các tổ phụ mình và được an táng tại Tiệt-sa. Con trai của vua là Ela lên ngôi kế vị. Như vậy, Đức Giê-hô-va dùng nhà tiên tri Giê-hu, con trai Hanani, quở trách Baasha và nhà người vì các tội ác của vua đã làm trước mặt Đức Giê-hô-va, lấy công việc của tay mình mà chọc giận ngài, giống như nhà Jeroboam, dù chính vua đã hủy diệt nhà ấy. Ela làm vua Israel. Vào năm thứ 26 đời trị vì của Asa, vua Juda, thì Ela, con trai Baasha, làm vua Israel tại Tiệt-sa và trị vì 2 năm. Nhưng Simri, cận thần của Ela, là chỉ huy trưởng của phần nửa số chiến xa, đã âm mưu chống lại vua. Nhân lúc Ela uống rượu say trong nhà Aksa, quản đốc hoàng cung tại thành Tiệt-sa, thì Simri vào giết Ela và chiếm ngôi vua. Đó là năm 27 đời trị vì của Asa, vua Juda. Vừa lên ngôi vua, Simri giết hết cả nhà Baasha, chẳng để lại một người nam nào hết, dù là bà con hay bằng hữu. Simri đã tận diệt cả nhà Baasha, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã dùng nhà tiên tri Giê-hu quở trách Baasha, vì các tội lỗi mà Baasha và Ela, con trai vua, đã phạm, tức là việc gây cho Israel phạm tội, và vì sự thờ lạy hình tượng hư không của chúng chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel.
các việc khác của Ela và mọi công việc vua đã làm đều được chép trong sách lịch sử các vua Israel. Simri làm vua Israel. Vào năm thứ 27 đời trị vì của Asa, vua Juda, thì Simri lên ngôi, làm vua 7 ngày tại Tiệt-sa. Bấy giờ, quân Israel đang vây Gibbethon, một thành vốn thuộc về dân Philippines. Khi quân lính hay tin rằng Simri đã phản loạn và giết vua, thì cũng trong ngày đó, toàn thể Israel lập Omri, là tư lệnh quân đội đang ở trong doanh trại, lên làm vua Israel. Omri và toàn thể dân Israel từ Gibbethon đi lên vây Tiệt-sa. Khi Simri thấy thành đã bị vây hãm thì vào pháo đài của hoàng cung, phóng hỏa hoàng cung và tự thiêu trong đó. Đó là vì những tội lỗi Simri đã phạm. Làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, đi theo đường lối của Jeroboam và phạm tội mà Jeroboam đã phạm, tức là việc gây cho Israel phạm tội. Các việc khác của Simri và việc phản loạn của ông đều được chép trong sách lịch sử các vua Israel. Omri làm vua Israel. Bấy giờ, dân Israel chia làm hai phe. Phe này theo Tibni, con trai Ginath, và muốn lập ông làm vua. Phe kia theo Omri. Nhưng phe theo Omri thắng thế hơn theo phe Tibni, con trai Ginath. Vậy, Tibni chết và Omri cai trị. Vào năm thứ 31 đời Asa vua Juda, Omri làm vua Israel, trị vì 12 năm, vua cai trị 6 năm tại Tiệt-sa. Thủ đô mới Samari. Vua mua ngọn đồi Samari của Sê-me với giá 60 ký bạc. Trên đồi ấy, vua xây một thành, đặt tên là Samari, theo tên của chủ ngọn đồi là Sê-me. Omri làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va và còn làm điều ác hơn các vua trước mình. Trong mọi sự, vua đi theo đường lối của Jeroboam, con trai của Nê-bát, phạm tội mà Jeroboam đã phạm, tức là việc gây cho dân Israel phạm tội, và lấy sự thờ lạy hình tượng hư không mà chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Các việc khác của Omri, những việc vua đã làm và quyền thế của vua đều được ghi trong sách lịch sử các vua Israel. Omri an giấc cùng tổ phụ mình và được an táng tại Samari. Con trai của vua là Ahab lên ngôi kế vị. Ahab làm vua Israel. Vào năm thứ 38 đời trị vì của Asa, vua Juda, thì Ahab, con trai Omri, lên ngôi làm vua Israel. Vua cai trị Israel 22 năm tại Samari. Ahab, con trai Omri, làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va hơn tất cả các vua trước mình. Ahab cưới Jezabel và thờ Ba-anh. Vua cho việc bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam, con trai Nê-bát, là việc nhỏ, nên đã cưới con gái Ết-ba-anh, vua dân Sidon, là Jezabel làm vợ. Vua cũng phục vụ và thờ lạy Ba-anh. Vua lập một bàn thờ cho Ba-anh trong đền miếu của Ba-anh mà vua đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng một hình tượng Asera. Vậy, Ahab làm điều ác chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel trước mình. Trong đời Ahab, Hiên ở Bê-tên xây lại thành Jericho. Khi ông đặt nền thì mất Abiram, con trưởng nam mình. Lúc dựng các cửa thì mất Segub, con út mình. Đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán qua Giô-sê, con trai của Nun.